bữa nay ôm cho Việt. Ôm cho Việt xong rồi nhựng mặt, nhựng mũi, nhựng miệng. Trời ơi, ủa tại sao vậy bữa nay? Mấy mốt con lớn lên giải thích cho mẹ được không? Chứ bây giờ mẹ không hiểu cái hành động của con là như thế nào nè. Ờ đúng rồi. Quá con là mạo rồi. Nên là con phải giải thích cho ba mẹ vì cái hành động, những cái hành động đấy của con. Bin có những cái trò chơi khủng long, Bona cũng mê. Cũng mê tự nhiên gặp anh cô Bin xong rồi thích, thấy anh cô Bin thích khủng long, cái về nhà cũng hay nói khủng long, cũng thích khủng long lay luôn. Mấy Bona ấy bây giờ cũng thích khủng long luôn, cho nên là mình cảm thấy là chắc có một cái sự đồng điệu nào đó, cho nên là rất là thích. À tối qua ngủ mới sáng nay, sáng nay chứ lộn, sáng nay ngủ mới tự nhiên anh Bin à, anh Bin đâu tự nhiên anh Bin đâu, cái mình nói cái gì vậy trời, cái mình tưởng là Bona thức rồi, tại đúng là 6:30 sáng mình tưởng là Bona thức rồi, Bona đòi sữa xong rồi tự nhiên nói anh Bin đâu, cái mình tưởng đâu là Bona thức, cái mình người qua nói anh Bin ở nhà ngủ chứ đâu con, anh Bin ở phòng Bin ngủ rồi, cái mình quay qua nhìn thấy đang nhắm mắt mà anh Bin đâu, tôi bị sốc luôn á, tôi nói trời chết rồi, thôi xong rồi tư tư ở trong giấc ngủ luôn rồi. Cặp đôi được yêu thích nhất là đúng rồi, tôi nói thiệt, tôi còn mê thật, mình mê thật, mình mê nhiều khi mà nhân cả Hưng ấy xem những clip TikTok mà các bạn dựng, các bạn ghép trên kiểu chương trình, hay là những cái bạn kiểu như là các bạn yêu thích Bona và bé cô Bin ấy, thực sự là kiểu như là ơi sao mình thấy cảm thấy yêu mà không, nếu mà thật sự không phải là con của mình thì mình cũng thấy cũng yêu luôn, cũng yêu. Tại vì ở ngoài ấy mọi người sẽ xem được, ở ngoài nó mới triệt để được hết những cái hình mà Bona đã làm với lại anh cô Bin. Mình bán cô Bin làm với Bona. Mọi người biết là Bona, mình nhìn vô Bona có vẻ là rất là lụy nha. Đi và mê anh cô Bin. Mê mà bây giờ mới cũng anh cô Bin đi đâu cũng hỏi anh cô Bin đâu. Xong rồi thấy anh cô Bin là đi tum tướp lại, xong rồi giống như phải con mình. À, em không biết, em không nhớ là cái khoảng khắc mà hôm qua ấy, lúc mà kiểu như mọi người đứng lên chụp ảnh cho lại ấy, là Bona cứ cái nhỏ lại cầm tay anh cô Bin, cầm tay anh cô Bin. Mà anh cô Bin cứ kéo kéo. Xong đi thẳng lại chạy lại thơm anh cô Bin như này. Thật á? Ừ. Ờ, có một cái video mà mình em xem không nhớ là xem trên TikTok à, có một cái đoạn mà kiểu như là thơm anh cô Bin như này. Thật á? Ừ. Cái đoạn đó thì biết đấy, cái hôm bên ngoài ấy cũng có. Trời ơi, mọi người kiểu như thế, xong rồi cầm con khủng long ấy, cầm con, mọi người cầm con khủng long kiểu như là đặt đường nhận dài có khủng long ấy. Chưa cho mình Bona không hiểu sao thích cô Bin dữ vậy ha. Trời, mọi người biết ở trong nhà nhân cái hôm mà thử thách cùng đổi ba mẹ, bỏ em bé, cô Bin qua nhà nhân nằm với lại Bona, bật máy chiếu lên, cô Bin ôm Bona, nhân còn clip nè. Ủa lộn, Bona ôm cô Bin. Ôm cô Bin xong rồi nhựng mặt, nhựng mũi, nhựng miệng. Trời ơi, ủa tại sao vậy Bona? Mấy mốt con lớn lên con giải thích cho mẹ được không? Nhưng giờ mẹ không hiểu cái hành động của con là như thế nào nè. Ờ đúng rồi. Quá con là phải mạo rồi. Là con phải giải thích cho ba mẹ vì cái hành động, những cái hành động đấy của con. Trời không phải hôn má thì mọi người hôn môi. Hôn môi ở trên lúc nhận thưởng đúng không? Lúc đấy là anh lúc bị quất, anh không nhìn rõ. Nhưng mà lúc sau chụp hình kia, chụp hình xong rồi lại hôn, trời ơi muốn xỉu. Trời ơi, nhưng mà hôn môi. Trời ơi, con gái tôi. Con gái tôi đó các bạn ơi. Cái nết thì giống ai vậy ta? Giống mẹ. Giống mẹ. Cái nết giống mẹ mà mẹ tém tém lại mẹ. Không, mẹ cũng không tém lắm đâu. Anh nghĩ là biết đây là, em biết vì sao không? Khi mà mình lớn lên mình đủ cái nhận thức rồi, mình hiểu được câu chuyện là mình nên như thế nào ấy. Còn Bona bây giờ vẫn còn nhỏ, thì Bona chỉ bộc lộ những cảm xúc, mình yêu ai, mình thương ai, mình thích ai thì bộc lộ những cảm xúc ra như vậy thôi. Đây là nết thẳng thắn, chứ không phải là nết gì xấu xa, mọi người thẳng thắn bộc lộ những cái gì mà mình mong muốn. Không, thực ra như vậy rất là đáng yêu. Ý anh khen em đáng yêu đúng không hay khen Bona? Khen em với Bona đáng yêu. Ok. Đón xem chương trình Thử thách lớn hơn mùa 2 sẽ được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube Điền Quân Kids bắt đầu từ ngày 25 tháng 11 năm 2022.